Rồi chào các bạn đã kính với kênh của Thiền Nguyễn tiếp nha Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với cái series khóa học về kiếm tiền với tiktok Thì ở uh, 6 bài trước thì mình đã hướng dẫn tất cả các nội dung cơ bản cho các bạn này. Coi như là từ cầm tay chỉ việc, từ việc nhỏ tới việc lớn Thì chúng ta nếu mà ai chưa xem thì um, các bạn gọi link bên dưới Mình có để đó rồi list uh, uh, vào các bài học để uh, xem, để nắm vững các nguyên tắc cơ bản từ quá trình tạo lập ạt tới quá trình định hướng bán hàng và tạo nội dung cho cái ạt tiktok của mình mình thì nhiều bạn vẫn có nói là làm tay làm gì mua tool làm cho nhanh thì tool thì mình trong khóa học của mình mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tất cả đều có hết tất cả đều dùng tool dùng tay gì có hết tối ưu tất cả cho các bạn nhưng đã làm chúng ta tự làm từ cái nhỏ không có đi từ cái lớn đi ngang đi tắt đón đầu là các bạn sẽ thất bại thôi mua tôn về các bạn cũng làm và dở dang các bạn chưa có nắm được thì các bạn nếu cầu thị thì các bạn học hỏi từ đầu làm theo mình hướng dẫn nhé rồi uh, trở lại với cái bài hôm nay á thì uh, bài hôm nay thì uh, hướng dẫn thì cũng hướng dẫn hết rồi bài hôm nay á là mình xin chia sẻ với các bạn về cách để theo dõi cái tài khoản tiktok của mình đó mình chỉ các bạn lên lịch để các bạn đăng đăng trong vòng một tuần rồi thì khoảng hai ba ngày các bạn vào cái hạt tiktok đó các bạn xem lại vì sao vậy vì xem lại thứ nhất thứ nhất đó, là các bạn xem lại coi cái hạt mình có vi phạm bản quyền không nhiều khi là mình vi phạm bản quyền hình ảnh âm thanh mình kịp thời xóa gỡ bỏ đó xóa gỡ bỏ để tránh mình mất cái ạt đúng không Còn con công sức của mình tạo ra nó nó cực khổ lắm à, mất cái là rất là mệt liên quan tới gmail tới số điện thoại nữa tạo lại thì rất là lâu nên chúng ta hai ba ngày phải login vào các ạt đó để xem kiểm tra thứ nhất là quy phạm bản, bản quyền hay không nha cái thứ hai á là các bạn phải xem xem có ai comment không thì cả trả lời comment của người ta để mình giữ cái tương tác mình giữ giữ cái tương tác của cái ad của mình giữ cho nó giống như là ad thật vậy đó để có sự đánh giá cao từ tiktok đấy thứ ba là mình coi coi các video mình đăng lên đấy thì có video nào lên xu hướng không cái đó cái quan trọng nha các bạn chỉ cần một cái video của bạn lên xu hướng thôi thì mình sẽ bắt trend theo cái video đó mình làm mình làm là mình lên rất là nhanh chẳng những là một ca khối lô mà vài ngàn vài ngàn vài chục ngàn là bình thường à, trong cái hệ thống ạt của mình nhiều khi là chỉ có những ngày chỉ có ba bốn ngày thôi có một cái clip <laughs> nó bắt được trên là xu hướng Lực tương tác rất là khủng các bạn là mình từ cái ạt đó mình cứ bắt cái trên đó mình mình làm trên cái ạt đó là cái mình lên rất là nhanh đấy cái đó là vấn đề thứ ba rồi cái vấn đề thứ tư á mình kiểm tra lại cái hạt đó mình xem nội dung của cái đó là sao nhiều khi là mình lấy mình đăng lên nhưng mà mình xem lại nội dung không ai coi hết không có ngược rồi xem hết đó thì các bạn nếu mà không để ý cái vấn đề đó thì cứ cứ đăng cứ mãi cái nội dung đó thì không ai coi tới cái hạt của bạn rồi coi như cái hạt đó bỏ luôn không lên được cái gì hết là công mình mất công mất sức Đấy thì hai ba ngày vô kiểm tra lại các video đó bây giờ uh, video mà không có được xem á, thì phải đánh giá xem chất lượng nội dung như thế nào rồi chúng ta sẽ tiến hành xóa cái video hoặc chỉnh sửa và xem lại cái video nguồn á, cái góc mà video mình lấy về mình up lên á, nó có hay không mình coi lại lý do tại sao không ai xem tất nhiên là nó có vấn đề rồi nó không hay mình sẽ chọn cái ví dụ như clip đó lấy từ cô này cô này cổ đăng lên mà không ai coi hết chứ thì tức là thị hiếu của người người ta nhìn cho người ta người ta không thích ví dụ như những cô gái ở bên trung quốc có những cô là có cái chen nó như là chân dài ôm gơm ôm dầm á thì người việt nam mình không có thích các anh trai việt nam không có thích đó nên các bạn phải để ý là cái vấn đề đó rồi phát hiện ra vậy thì các bạn xóa cái video cũ và hoặc có thể để cái video nhưng mà mình làm cái content mới mình lấy cái video khác mình đăng lên đổi cái uh, mô tả đổi cái uh, hashtag. nha các bạn để mình làm lại cái ạt đó các bạn uh, làm từ đầu mới biết là uh, việc tạo dựng cái ạt không phải là dễ tất nhiên là các diễn đàn người ta bán ạt rất là nhiều rất là rẻ nhưng mà cái ạt mình tạo bằng gmail chính của mình và số điện thoại mình của mình nắm thì rất là rất, rất là quan trọng tại các bạn mua không biết khi nào bị cái ạt bị người ta hết đâu các bạn mua bằng uh, cái tài khoản hotmail đó là dễ bị hấp lại lắm mình không bắt bạn không tin mấy bạn làm thứ ơi bỏ đó làm không không ra gì thì không sao nha làm cái ạc lên dựng vài ngàn lượt follow thứ ơi là bị hết liền đó nói gì các bạn cũng hiểu rồi thì cái gì cái ạt mình tự làm lên mình tự quản lý rất là dễ nên phải phải trân trọng cái vấn đề cái ạt của mình đấy là khi vào xem là để ý không được là đổi cái chủ đề khác đó các bạn làm thường thục đi không cần phải gấp các bạn kiếm tiền các bạn gấp là các bạn chỉ có thất bại thôi mình nói thật thì trong khóa học tiktok mình sẽ tiếp tục sẽ hướng dẫn nhiều thứ lắm kể cả dùng tool có thể quản lý một lần cả trăm tiếp tiktok cho các bạn và dùng tool là quản lý quần ăn trên tool không cần phải, các bạn phải tầm tay nhưng người đầu tiên ở người hướng dẫn là mình yêu cầu các bạn phải thường thục làm bằng tay trước cả để làm chi để mình thao tác mình cứng phát sinh lỗi gì mình biết ngay à, phát sinh cái này từ hashtag phát sinh cái này từ, uh, từ nội dung video mình biết ngay còn các bạn tự nhiên mấy bạn đi ngang các bạn xài tôn ha tôi đảm bảo các bạn chỉ có mất tiền thuê tôn thôi hoặc là mua phát học là các bạn chỉ có mất tiền thôi mình nói thật nội dung mình đăng lên cho các bạn xem á mình chưa bao giờ lên kịch bản ra nghĩ sao nói vậy nhưng mà chia sẻ kinh nghiệm thật lòng là mình chưa bao giờ lên kịch bản cho cái nội dung youtube của mình á mình làm rất sơ sài nhưng mà những cái nội dung mình truyền đạt lên á thì đảm bảo các bạn là có ích cho các bạn đây đó còn một vấn đề nữa là khi các bạn uh, Login in vào cái ad của mình á thì nhiều trường hợp á là cái ad của mình nó bị xác minh ví dụ tạo nhiều gmail quá rồi nó xác minh thì mình cũng kịp thời mình vào gmail mình xác minh mã xác minh này là cái kia làm lại hoặc là đổi anh đại diện đổi cái này cái kia cho nó phù hợp đấy cái đó là rất là quan trọng nha các bạn và cái bài hôm nay là coi như mình đã kết thúc cái phần cơ bản nhất từ tạo hạt tạo nội dung cho video cho tiktok thì các bài sau thì đi bằng nâng cao lên cho các bạn xem nhé thì đề nghị các bạn phải ôn và làm thân thục các bài trên, mình để hướng dẫn. Sau này các bạn không phải hỏi lại những vấn đề đó. Thì khi mình làm cao lên dùng tool, dùng code, dùng đồ á thì các vấn đề nhỏ đó các bạn chưa hiểu các bạn hỏi lại là rất là mệt. Nha? mình chỉ muốn tốt cho mình và các bạn thôi. Thì chỉ cũng muốn mục tiêu là để kiếm tiền thôi các bạn. Nha. Thì cố gắng chăm sóc tài khoản của mình lên lịch và kiểm tra cho nó ok hết nha. Rồi mình sẽ hướng dẫn các bạn những thao tác giống như là đăng ký làm tiếp thị liên kết cũng như tạo tiếp sớm Đang các các thủ thuật khác thì có hết. Nhưng mà các bạn phải làm bước cơ bản trước. Rồi như vậy nhé. Xin chào các bạn.